mới ra một cái là có sự va vấp nhẹ vậy. Ây da. Ôi 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 chị. Sam, chị ơi. Cố ý quá. Trời ơi. Làm gì mà cố quên làm gì, em không cần phải cố quên làm gì hết chứ. Xin chào. Ủa, quen biết trước. Ủa, cơm hả? Cơm hả? Tụi nữa hả? Ủa. Chị sao? Họ Sam ơi, hôm nay như anh được biết là sở thích của em. Ủa sao vậy anh? Sở thích của em là tại sao? Tại vì anh thấy toàn là các bạn nam thần không. Wow, anh giới thiệu liền ra giùm em nha. Đó là ba bạn ca sĩ trong một nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng Unify. Đó chính là K.O, Toppy và Tùng Maru. Trời ơi. Chào các em. Hello, chào các em. Chào các em, chào các em. Và chào các em. Ok, bây giờ dễ thương quá, dễ thương quá luôn á. Em ơi, mình nên tự trọng, dù sao mình cũng là một cô. Đó, cái gì anh? 99, sinh năm 99 nha. Ủa thiệt á hả? 99 hết. Nhưng mà tụi em có cái dòng máu Hàn Quốc gì không? Sao mà sao nhìn các em á rất là kiểu như mấy cái oppa Hàn Quốc á. Mà cái bé này nó cũng hơi lạ nha. Tại sao anh thấy bé nào cũng bình thường hết? Tự nhiên bé này cầm con Pikachu là làm sao? Dạ, cái này là con Pikachu này nên nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cái ý nghĩa đầu tiên tặng là chị. Chị ơi, chị ý nghĩa đầu tiên qua đây giùm em. Anh kỳ quá à. Anh kỳ quá à. Trời ơi. Làm gì mà cố quên làm gì, em không cần phải cố quên làm gì hết. Cứ muốn nhớ thì mình cứ nhớ thôi, tự nhiên phải cố quên chi. Thể diện, gia đình, nhà đầu tư. Em tính công dùng dập quá bé sợ. Em nói vậy thôi, tại vì thấy con bé cứ cố quên trong bài hát hoài quá tội nghiệp. Đẹp như vậy là mình đừng có cố quên, mình muốn nhớ ai thì mình nhớ, chẳng hạn như là nhớ chị. Thực sự là em hay bị kiểu là run trước phụ nữ đẹp á. Thì bây giờ chân tay em bùn rùn hết rồi. Em đang run đúng không? Đó không? Nhỏ em của anh nó bình thường lắm, nhà nhìn nè. Rồi, em có đi qua đây. Xin chào. Quen biết trước hả? Nhau quá nè. Chưa quen. Rồi sao em? Thì mới làm quen nè, chưa quen mới làm quen. Trời sao vậy anh? Nói chung, ý nghĩa không phải là thủ tục của sao lúc nào thấy ta là ôm. Không, thực ra là sao mới coi chừng nha, Brian cũng đào hoa lắm á. Cũng phải không? Không. Ủa nhưng mà Brian, em còn lớn lớn không? Brian còn lớn lớn nhưng mà chắc đỡ một dễ tí. Trời ơi. Ủa em thích vậy đó, thích kiểu cái gu mình lớn lớn vậy đó. Em thích vậy hả? Đúng rồi. Hôm nay nhiều gu của em lắm nha, tại vì đa số cũng lớn lớn vậy không đó. Bây giờ em ngồi trước đây rồi mình sẽ nói chuyện sau. Em thích ngồi cái bên góc mặt bên này luôn hả? Đây là chọn team góc mặt. Vậy là những người bên này là may mắn nha, được chọn góc mặt. Sự xuất hiện tiếp theo một cô gái cũng duyên dáng dễ thương lắm, đó chính là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Hello mọi người. Lên đây luôn, lên đây luôn. Lên đều. Tích. Hello mọi người. Đó, lại đẹp, lại cao nữa. Dạ rồi. Không, kế bên Châu thì anh cảm thấy tự tin hơn chút xíu, nghĩa là anh cũng ngang. Ổn hơn đúng không? Tại vì hôm nay em đi về hấp á. Đó, thì dùng kia anh. Mình ngồi đây nè, đây là không gian gia đình. Vậy hả? Sao em muốn đĩa cái bà chủ này, sao em quay xuống đây? Đâu có, tại em thấy Ryan mà chị Yến ngồi kế bên rồi hả? Thì đôi gì qua bên kia. À dạ thôi, đâu có gì đâu. Mọi người cứ ngồi đó, có gì hồi Ryan có muốn đổi chỗ thì... Ủa dạ, không có gì vậy? Gì vậy cháu? Gì vậy cháu? Là em mê... Ủa sao nổi điên lên kìa? Yến hay là... Sao nhiều điên lên? Cháu gì vậy cháu? Sao nhiều điên lên? Sao em hãy tung lên đi? Chị Sam. Là của chị. Ủa nãy chị ra chị là xí rồi đó. Vậy thì không, chị em mình không bao giờ tương tàn. Chị hãy giới thiệu người tiếp theo đi. Ok. Chị bên đó, em bên này. Bây giờ tôi giới thiệu một người, tại vì Sam nói vui quá, sao mà lơ lớn đúng không? Từ bây giờ tôi sẽ nói lơ lớn với mọi người nha. Anh đừng có giả bộ. Ok, xin lỗi ạ. Bây giờ chúng ta xin giới thiệu bạn Huy Trần. Nghe kìa. Sợ danh nhân nha mọi người. Tại này không, mọi người chưa có hiểu tiếng Việt nhiều nên em phải nói rõ cho Cơm. Có gì mà cơm kéo gì hả? Cơm hả? Tụi nữa hả? Ủa? Chị Sam. Hả? Gì? Em
nó có khuất mặt khuất mày mà chị làm cái gì vậy? Cái này là khuất mặt khuất mày luôn đi cháu. Cái này là cái làm quen thôi, tại vì là bạn mới, đây là lần đầu tiên. Chị cái tay. Cái gì? Cái mà xin lỗi nha. Không. Ủa? Chỗ này á hả? Không cháu ơi. Đúng rồi. Sam có quyền, sao là MC Sam có quyền. Khi nào em lên đó ngồi em sẽ có quyền. Hay quá. Mình chọn chỗ nào ngồi nè, bên này hay bên đây? Cháu nó xếp đồ trước rồi kìa. Huy Huy sợ, khỏe Huy nó sợ. Bên kia cái ghế nó không có ổn. Huy này nhá. Ok, Huy chọn. Cái ghế đó bị không có chắc đâu Huy. Cái ghế này nó chắc lắm. Wow. Cái ghế đó nó không chắc đâu. Ok. Sao? Mới ra một cái là có sự va vấp nhẹ vậy. Ây da. Ôi. Sam. Chị ơi. Ôi quá. Anh nói rồi, dù là mình có muốn tạo ấn tượng, mình chỉ cần ơ kìa gió. Vậy thôi. Em làm cái gì mà em cứ lao vào như vậy, rồi các bạn ấy cảm thấy là mình cố tình, đúng không nào? Tụi em biết là chị Sam cố tình mà. Nãy là ở trong hậu trường á, lúc mà chị chưa mang đôi giày cao gót nữa cơ, chị đã té rồi. Không, chị té. Người đó là ai vậy? Điều gì đã xảy ra trong hậu trường? Hồi nãy em đâu có trong hậu trường đâu mọi người. Đứa em gái của Huy hay bị căn bệnh là đặng trí trung niên mà không nhớ mình làm gì đâu. Từ nãy thấy trai đẹp nhưng cái mất hết lý trí à. Không, nhưng mà thực ra bọn em cũng rất thích chị Sam té ạ. Chị té vào lòng của em. Chị té vào lòng của em. Anh thấy là nâng tầm giá trị của em lên cho anh. Đó. Các bé rất là thích mà mỗi lần mà từ đây đến cuối nhìn á, tụi em biết là kêu Sam là chị Sam sẽ té liền. À. Chẳng hạn nè. Kiểu như tự động á, cái này không có ý nha. Nhưng mà phải gọi một cách rất nhẹ nhàng. Sam là đó. Em cứ thoải mái, mấy chục lần cũng được không sao hết. Anh ơi, té hoài em. Ê, này cậu ơi. Chị cảm ơn nha. Nhưng mà em biết là chị không muốn ngã vào người em mà muốn ngã vào người kia. Nhưng mà đâu chẳng đâu, may là anh ấy. Không, chị ngã đều vô ba đứa. Vâng. Chưa có tín hiệu. Không, tại vì kiểu là thấy là cái nhào vô liền anh ơi. Okay. Mọi người thông cảm cho đêm gái của Huy. Bởi vì mà thấy trai đẹp là tự động chế độ ngã vậy đó. Dạ, thực ra thì đến chương trình thì mới có người ngã vào người em. Chứ bình thường chẳng ai dám ngã vào người em. Trời ơi, tại sao mà bình thường thì không ai chịu ngã vô như vậy anh Huy? Bình thường tại sao không ai chịu ngã vô vậy? Không, anh ngã vô là anh té luôn anh ơi nè. Anh Anh mà ngã vô mấy bé như ve là gì hết. Và tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của một chàng trai mà phải nói là chuyên thả thính khắp showbiz. Ủa vậy hả? Và đó chính là diễn viên Trần Anh Huy. Rồi, sao? Thấy đẹp quá. Đúng rồi, đó là anh thấy vô đây. Sao nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi, thấy gì không? Không. Đó là không gian khi mà Huy không có Sam bên cạnh. Trời đất, anh thấy chưa? Anh thấy em nói đúng không thôi? Đi về chỗ đi ông. Sẽ ân hận thôi ơi. Không sao. Đứa em gia đình đang cần ý chung nhân. Cái tóc này là mình cố tình vậy hay là bị rớt vậy ta? Kiểu vậy. Kiểu vậy hả? Bé là vậy là lại. Cái kiểu nha. Tấn công nhẹ nhẹ thôi. Bé tấn công nhẹ nhẹ, đẩy nhẹ xương xương thôi. Đúng rồi. Chị ơi, mới lần đầu mình tém xíu. Nhẹ nhàng thôi, nâng niu vào. Không chị, vậy là khùng nha. Vậy là khùng. Cái đấy là nét của em.
Chị phải nhẹ nhàng thôi.